thế trận. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở những phút thi đấu đầu tiên của hàng thủ đã khiến đội tuyển U22 Việt Nam phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 10 của trận đấu. Bất ngờ bị dẫn trước, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng bình tĩnh tổ chức đội hình và tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt so với đối thủ. Phút 31, sai lầm đáng trách của thủ thành bên phía cầu bộ